Một phiên quay xe kinh điển của thị trường sau 2 giờ từ trạng thái giảm khá sốc và phản ứng rất tiêu cực của tâm lý anh chị nhà đầu tư mình từ đầu phiên chiều sau thông tin chủ tịch Hòa Phát phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay về những chiến lược kinh doanh, về những khó khăn của ngành thép phải gặp trong quý 2, quý 3 và quý 4 này đã tác động rất tiêu cực đến những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu và lan tỏa tín hiệu áp lực đến các dòng cổ phiếu còn lại. Hôm nay là một phiên rất cảm xúc của thị trường. Bản thân em, mình đánh giá ngày 24 tháng 5 này nó còn cảm xúc hơn rất nhiều so với một phiên mà tất cả các dòng các ngành hồi phục tăng trần trong phiên thứ ba tuần rồi. Đấy. Và mình cũng đánh giá được là gì anh chị? Nhà tạo lập ngày hôm nay họ đánh rất hay, đặc biệt là đã giết được một cái lượng lớn nhà đầu tư mình sọt phái sinh. Mình đang ăn quen khi mình thấy thị trường rung lắc, thị trường giảm điểm với những cái quá trình giảm 5, 10, 15, 20 điểm là mình đi sọt, mình sọt đuổi. Thì hôm nay mình cũng đã thấy được yếu tố về cuối phiên, thị trường rút chân trở lại và tín hiệu long là rất mạnh, đặc biệt trong phiên ATC. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cũng như là cũng đã rũ bỏ được một lượng lớn nhà đầu tư mình yếu tâm lý, mình cắt lỗ cổ phiếu khi mà mình cầm cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi, nó cũng có một cái nhịp hồi phục ngắn trở lại, nhưng anh chị mình chờ đợi cổ phiếu nó hồi phục thêm thì mình mới xử lý. Nhưng hôm nay là phiên mà test lại thì đâu đó mình sẽ dễ gặp vào một cái trạng thái là mình sợ thị trường nó gãy thêm, mình sợ một cái nhịp cổ phiếu hoặc là thị trường chung nó gãy một cái nhịp số 3 thì đâu đó mình sẽ rất dễ xử lý. Ở trong phiên đầu phiên chiều ngày hôm nay thì cũng đã rũ bỏ được cái sự tham gia của những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu, cũng như đâu đó mình thấy cũng đã ép được một lượng lớn nhà đầu tư mình đã bắt đáy cổ phiếu ở trong những phiên trước. Thì những phiên như thế này hàng T cộng bản chất cũng đã về sẵn tài khoản của anh chị mình rồi, thì đâu đó cũng sẽ dễ làm cho cái tác động đến những anh chị mình để mình canh mình chốt lại cổ phiếu, thì cũng đã rủ được một lượng lớn của nhà đầu tư mình ra. Thì đó là những gì mình cũng đã thấy với nhau rất rõ trong một phiên vận động ngày hôm nay. Thì xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ ba. Đấy, thì trong những tuần gần đây, những ngày thứ ba luôn là những ngày may mắn. Tuần thứ ba trong tuần trước, ngày thứ ba cũng là một cái ngày mà tất cả các mã cổ phiếu đều tăng trần và tạo nên một phiên tạo đáy của thị trường. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba, thị trường cũng có những tín hiệu khởi sắc và rất tích cực về cuối phiên. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và chia sẻ với tất cả anh chị mình về những vận động chung của thị trường cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu, để từ đó anh chị mình đang cầm tiền hoặc là mình đang cầm cổ phiếu thì mình cũng đưa ra cho mình được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu và chia sẻ kiến thức rộng rãi nhiều hơn đến với tất cả những anh chị nhà đầu tư mình. Đấy. Thì nếu như ở một góc độ nào đó mình xét ở một góc độ về phương pháp về VA đó gì, một phương pháp mà mình phân tích với nhau về những yếu tố về dòng tiền, phân tích về hành vi, phân tích đặc biệt là về yếu tố về cung cầu, người mua và người bán, thì hôm nay là một phiên test cung của thị trường. Thì thường sau một phiên test cung từ 70 đến 80% sẽ xuất hiện những phiên bùng nổ, những phiên thu hút dòng tiền trở lại. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Thì thường một phiên test cung, mọi người lưu ý là sẽ thường vận động với biên độ hẹp và khối lượng thấp. Khối lượng hôm nay mình vẫn thấy quanh quanh đâu đấy khoảng 13.000 tỷ thôi gì, nó vẫn trong một cái mức duy trì khối lượng thấp và nó không phải gọi là quá lớn. Mọi người lưu ý thì với những phiên khối lượng thấp này cho thấy là gì anh chị, cho thấy là áp lực bán của những anh chị nhà đầu tư mình bán ra không còn quá nhiều, đặc biệt trong giai đoạn đầu phiên chiều khi mọi thứ xung quanh chúng ta đều rất tiêu cực, đều rất áp lực, đều rất xấu. Một số cổ phiếu như Hòa Phát với những thông tin cũng đã bị phản ứng rất tiêu cực những lúc lăn về cái vùng giá sàn, hoặc những cổ phiếu như Nam Kim hay Hoa Sen có những cái vùng giá sàn cứng tác động hệ lụy rất nhiều đến trong dòng cổ phiếu F và các dòng cổ phiếu còn lại trên thị trường. Những cổ phiếu chứng khoán như VND hoặc là SSI hoặc đất xanh đi gì cũng có những lúc tác động khá tiêu cực. Mọi người lưu ý nha, hãy khi bao trùm tâm lý chị mình đều là tín hiệu tiêu cực, thì bản chất một nhà đầu tư mình khi mình đang cầm nắm và mình đang nắm giữ cổ phiếu mà thị trường có những cái sự áp lực lớn, những cái tín hiệu hoảng loạn, thì đa phần 70 đến 80% những anh chị mình sẽ rất dễ mình bán cổ phiếu trong những phiên như thế này. Đấy, thì đó là yếu tố mà tổ chức phải kiểm tra được cái lượng cung anh chị, thì nó sẽ có những nguyên lý như buổi video ngày hôm qua đi em chia sẻ với anh chị mình á. Thường mà tổ chức để mà họ kiểm tra lượng cung á, nó sẽ có hai cách. Một là đè cổ phiếu đỏ, tại vì đè cổ phiếu đỏ anh chị mình xem bảng giá nhiều, mình nhìn bảng giá nhiều
thì tâm lý anh chị mình nó dễ đưa ra được những hành động mình đi bán cổ phiếu, thì đó gọi kiểm tra lượng cung. Thứ hai là phải tạo sự chán nản đấy, thì đó là cái yếu tố anh chị mình cũng dễ mình đi bán ra cổ phiếu. Hôm nay là yếu tố mà sự hoảng loạn, hoặc là cái yếu tố mà nó tiêu cực, hoặc là áp lực nó khá nhiều ở trong giai đoạn đầu phiên chiều. Có những lúc thị trường giảm về lại quanh vùng 1.203 điểm, mọi người lưu ý nha. Thì cái tâm lý mấp mé cũng như là gì anh chị, ngàn cân treo sợi tóc của thị trường, nó đánh quanh những vùng 1.200 đấy, cũng là một cái áp lực tâm lý rất nhiều cho những người mà mình đang cầm nắm những lượng cổ phiếu đấy, mọi người lưu ý. Và khi mà mình đã thấy được với những yếu tố test cung của thị trường chung mà thị trường rút chân về được trở lại, đặc biệt là với đặc điểm đóng cửa cao nhất phiên như ngày hôm nay khối lượng thấp, thì mình thấy là cái áp lực bán ra của những anh chị nhà tư mình không còn quá nhiều. Những ai cần cắt lỗ, những ai cần bán thì mình cũng đã bán rồi, đâu đó chỉ còn một cái lượng nhà đầu tư mình còn sót lại trong ngày hôm nay mình cầm nắm cổ phiếu, mình kẹp cổ phiếu thì mình cũng đã kẹp rồi đấy. Còn ai mà tâm lý yếu, tâm lý của mình chưa được quản trị tốt trong những phiên mà test lại khối lượng thấp như này á, thì mình dễ rơi rớt, thì mình sẽ rất khó mình tham gia trở lại ở trong những phiên phía sau đấy. Tại vì sau một phiên test cung em sẽ đặt một cái sự kỳ vọng khá là nhiều và những cái phiên tiếp theo thị trường sẽ thu hút được về cái yếu tố về dòng tiền. Chỉ cần một dòng tiền đủ lớn, mọi người sẽ thấy về cuối phiên một cái dòng tiền đủ lớn, khi mà áp lực bán nó không còn quá nhiều nữa gì, mình xét ở trên một cái bàn cân là yếu tố về cung cầu. Bây giờ lượng cung không còn quá lớn mà để cổ phiếu mà nó tăng được trở lại á, thì lượng cầu phải lấn át lượng cung. Bởi vậy cuối phiên mình thấy rất rõ, chỉ cần một cái lượng cầu đủ lớn thôi đấy, một lượng cầu đủ để kích hoạt, thì các cổ phiếu anh chị mình thấy tốc độ mà nó xanh điểm trở lại, tốc độ mà nó ăn lại những cái lượng ngàn, cái tốc độ mà nó xanh giá ấy, là rất nhanh. Mọi người lưu ý nha, mà tổ chức họ không mất quá nhiều tiền, thì bây giờ không còn ai kịp hàng nữa, không còn ai bán ra nữa, mọi người lưu ý đó. Thì đó là cái yếu tố mà mình phân tích rất kỹ với anh chị mình để mình hiểu được cho một cái phiên vận động ngày hôm nay đấy. Thì bản chất nó cũng tương đối nó đạt về những cái sự kỳ vọng mà em đã chia sẻ với tất cả nhà đầu tư mình về những kịch bản mà mình đưa ra để cho anh chị mình tầm soát. Mọi người lưu ý á, kịch bản đưa ra là để mình tầm soát, mình quản trị cái chiến lược đầu tư của mình đấy, thì cũng tương đối là nó khá là đạt đó. Ví dụ như ở buổi sáng đi, tại hệ thống khách hàng bên em đi, thì mình luôn đưa cho anh chị mình những bài phân tích vào lúc khoảng 7:42. Thì xin chào cả nhà, chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. Hiện tại thị trường đang vận động test lại vùng đáy cũ quanh 1.200 điểm. Đặc biệt là khi mà chị thấy test lại là chủ yếu là tổ chức họ kiểm tra lượng cung, mà nếu như mà nó đi kèm với khối lượng thấp thì em giả đây là tín hiệu tương đối tích cực của thị trường này. Đó là góc độ cá nhân em mình chia sẻ với tất cả anh chị mình, tại vì thị trường chứng khoán là một thị trường của đa quan điểm chị, đa quan điểm. Có những quan điểm mà chị mình thấy những người họ nói thị trường giảm lại là thị trường gãy, nhưng đối với em test lại khối lượng thấp là góc độ tích cực khi mình dựa vào yếu tố về cung cầu, mọi người lưu ý. Nhưng quan trọng là gì, đúng sai không quan trọng đâu, quan trọng là anh chị mình phải có cho mình một cái quan điểm về độc lập. Khi mà mình đưa ra quan điểm, mình phải có những cái luận cứ để mình chứng minh là quan điểm của anh chị mình như thế nào, chứ em không bao giờ em đi nói bừa đấy. Và cái target của cái nhịp hồi phục này em đánh giá nó vẫn còn, và mình vẫn đặt về cái vùng target sẽ hướng về bao nhiêu anh chị, khi mà test thành công á sẽ về lại vùng 1.330 đấy. Và các nhóm cổ phiếu lớn như dòng ngân hàng nè, dòng VIN30 nè, dòng bán lẻ nè cũng vận động test đáy theo hiệu ứng chung của thị trường. Và nếu như những nhóm cổ phiếu này á, mình sẽ chú ý cho một cái chu kỳ tiếp theo, mình sẽ ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng tích lũy đấy. Đặc biệt là với chiến lược trong ngày hôm nay, mình sẽ ưu tiên là mình đi quan sát cổ phiếu nhiều hơn, em sẽ canh cái cổ phiếu trong danh mục của mình mà tạo được biên độ cân bằng tốt. Mình lưu ý nha, bây giờ mà để chị mình trung bình giá ấy, mình phải phân tích được là gì, cổ phiếu chị mình sau một cái nhịp mà nó giảm điểm, nó có đang tạo là được cái biên độ cân bằng hay chưa. Tại vì đây là cái vùng thể hiện cái hành vi của tổ chức họ đang đỡ giá gì. Nếu như cân bằng tốt cộng test đấy mà kết hợp yếu tố về dòng tiền bùng nổ nữa, thì đó là cái điểm mà chị nào mình kẹp hàng hoặc là mình muốn mua mới, mình sẽ canh, mình tham gia nó sẽ tương đối gọi là an toàn đó, mọi người lưu ý nha. Hoặc là vào lúc khoảng 10 giờ ngày hôm nay đi, thì em vẫn mình đánh giá đi, dòng dầu khí sau những cái phiên nó tăng từ 5 đến 6 phiên thì việc mà nó hạ nhiệt trở lại là tương đối bình thường, đó là yếu tố rất bình thường đấy. Và vì sao ngày hôm qua mình nói với chị mình không nên mua đủ với dòng dầu khí đó, và em vẫn chờ đợi nhịp này hôm nay tuần này là mình ưu tiên với nhóm cổ phiếu của dòng cổ phiếu dòng ngân hàng và dòng bán lẻ. Chỉ cần nó tạo được một cái phiên test cung thôi thì sẽ khá tốt trong cái điểm mình chú ý, mình canh và mình lấy được ha. Đấy, đó là với những cái quan điểm mình chia sẻ với tất cả những anh chị nhà đầu tư mình. Và một cái điểm quan trọng của thị trường hôm nay, nếu như mà anh chị mình nhìn bảng giá quá nhiều á, thì tâm lý của mình rất dễ bị dao động anh chị. Đấy, còn đối với em đi, ví dụ trong đầu phiên chiều cũng có một số anh chị mình nhắn tin hỏi em là gì, ui anh chị mình sợ thị trường nó gãy quá, anh chị mình sợ thị trường nó giống cái phiên ngày 10 10 10 12 tháng 5 ở đây anh chị. Anh chị mình sợ giống phiên 12 tháng 5 là nó test bị fail và nó gãy luôn á. Thì anh chị mình thấy nó sợ, anh chị mình sợ nó giống phiên này. Nhưng em cũng chia sẻ với anh chị mình là gì, anh chị không phải quá lo lắng đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, để mà một cái phiên vận động thị trường nó gãy đi hoặc là nó giảm điểm á,
Mình phải chú ý rất kỹ vận động của giai đoạn đầu phiên sáng và vận động trong xuyên suốt phiên sáng. Nó chỉ có hai đặc điểm quan trọng thôi. Mà nếu như anh chị là mình hiểu được cái nguyên lý vận động này, mình sẽ yên tâm hơn rất nhiều trong quá trình mình phân tích. Hai nguyên lý, thứ nhất là anh chị mình thấy là gì? Mình bật vào một cái chạc 30 phút là mình thấy xuyên suốt trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây là mỗi mỗi một cái canh ba ấy, tương ứng với 30 phút. Anh chị mình thấy xuyên suốt trong đầu phiên sáng. Mình bật 15 phút đi cho anh chị mình thấy nó rõ nè, để phân tích về những yếu tố chuyên sâu hơn ấy. Thì mình thấy xuyên suốt trong cái quá trình vận động của đầu phiên sáng ngày hôm nay á, thì các vận động của thị trường, thứ nhất là nó mang trong cái biên độ hẹp anh chị, mình thấy không, biên độ vận động hẹp đấy, nó không có sự dao động quá lớn. Mà một thị trường hoặc là một cái phiên mà muốn kiểm tra lại cung cầu á, nó thường phải có gì, phải có biên độ vận động hẹp. Tổ chức họ tạo tâm lý chán nản, tâm lý mệt mỏi, tâm lý áp lực dành cho anh chị mình, thì mình mới dễ mình đi bán cổ phiếu. Thì họ kiểm tra cung cầu và sau đó đạt những tín hiệu bật lại là khá tốt. Nếu như mà em đánh giá phiên chiều ngày hôm nay không có cái yếu tố xuất hiện từ một số thông tin phát biểu của chủ tịch Hòa Phát đi, thị trường chiều nay cũng sẽ có những điểm tích cung thôi chị. Đó cái điểm mà mình đặt kỳ vọng khá cao, đó cái biên độ hẹp vận động ở đầu phiên sáng. Cái điểm số 2 là gì? Anh chị mình phải chú ý về volume, mình phải chú ý về khối lượng. Tức là phiên sáng ngày hôm nay anh chị mình quan sát, mình thấy khối lượng vận động của thị trường là tương đối kiệt quệ, tương đối thấp, thì đó là một tín hiệu tốt anh chị, cho cái lượng cung nó không còn quá nhiều. Mọi người lưu ý á, mà vô hình chung buổi chiều thì nó có một cái nhịp gì, nó cũng tác động tâm lý. Thì vô hình chung đây mình gọi là nhịp gì, nhịp wash out, một nhịp rũ bỏ cuối cùng, hoặc là một cái nhịp mà nó đè nặng tâm lý để kiểm tra lượng cung cuối cùng. Thì ai cần bán thì em đánh giá đa phần ngày hôm nay mình cũng đã đều bán rồi, mình đã đều bán rồi, cho nên về cuối phiên chỉ cần một cái lực cầu đủ lớn thôi, nó kích hoạt một cái đà rút chân là rất mạnh của thị trường chung. Trong khoảng sau 2 giờ anh chị thấy là thị trường nó tăng trở lại từ lúc mà nó giảm bao nhiêu gì, 1.203 nè, nó kéo một phát kết phiên là 1233 luôn. Đấy, thị trường tăng lại 30 điểm trong vòng 30 phút về cuối phiên, thì mình thấy lực cầu chỉ nhẹ nhàng thôi, thì nó đã kích hoạt một cái đà tăng thị trường là rất tốt, và nó tạo một cái phiên gọi là gì chị, một phiên tiền đề cho một cái phiên bùng nổ thu hút dòng tiền ở trong những phiên tiếp theo. Thì mình đánh giá nó xong một phiên test cung, thì nếu như đẹp mà tích cực đạt sự kỳ vọng của em đi, thì ngày mai thị trường sẽ xuất hiện những phiên bùng nổ để thu hút dòng tiền trở lại. Khi mà anh chị mình thấy à, thị trường nó giảm, thị trường nó đi ngang, khối lượng thấp, nó xấu, thì mình nói là nó thiếu lực cầu, thì bản chất nó vẫn đúng anh chị nha. Đặc biệt thị trường khối lượng thấp á, là thiếu cầu và thiếu cung đấy, thì mình nói là à, nó thiếu lực cầu đẩy giá. Nhưng em đánh giá chỉ cần thị trường nó tăng một hai phiên trở lại thôi, gọi là một cái lực cầu tiềm năng, một cái lực cầu giá rẻ của các mã cổ phiếu đã giảm quá nhiều trong giai đoạn vừa rồi á, nó kích hoạt cuồn cuộn đổ về thị trường sẽ tăng rất mạnh. Mọi người lưu ý á, bây giờ quan trọng nhất á, là các dòng tiền bên ngoài họ đang chờ chân anh chị, họ đang chờ chân, chỉ cần một ông nào đó kích hoạt của dòng tiền vào trước đi, thì các dòng tiền phía sau nó đổ vào rất lớn, thì lúc đó chị thấy thanh khoản thị trường sẽ đột biến trở lại thôi. Mọi người lưu ý á, và các cổ phiếu khi mà tăng lại từ 2 đến 3 phiên đi thì mình thấy nó lại đẹp ngay, nó lại đẹp ngay anh chị, lúc nào cũng thế. Khi cổ phiếu xấu mình thấy nó đỏ thì nó sẽ xấu, những lúc mà mình chỉ thấy nó tăng nó xanh trở lại thôi thì mình thấy đâu đó nó lại đẹp ngay và mình lại muốn mua ngay. Mọi người lưu ý á đấy, cho nên chị nào mình vẫn cầm nắm cổ phiếu đến ngày hôm nay á thì nó giá nó ổn rồi chị, nó đã ổn trở lại rồi, và nó cũng đã có những tín hiệu của các dòng cổ phiếu nó bắt đầu nó khởi sắc trở lại rồi, thì anh chị mình yên tâm trong quá trình mình cầm nắm hơn. Và mình đặc biệt là mình phải chờ đợi, ví dụ hôm nay là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu nè, hôm nay là ngày thứ sáu tạo đáy anh chị đấy, thì mình đánh giá vào cái phiên mà thị trường đỡ cung lên như ngày hôm nay á, nó cũng khá là tương đồng với những cái giai đoạn mà thị trường vận động ở giai đoạn của tháng 7 anh chị, nó tương đồng với ngày 26 tháng 7 nè, mà mình đã có đề cập một cái kịch bản cho anh chị mình trong phiên ngày hôm qua, thị trường mở test lại đầu phiên sáng và rút chân trở lại về cuối phiên chiều đấy, thì nó sẽ rất dễ tạo cái tiền đề để thu hút cho một cái nhịp hồi phục của thị trường, nhịp pha hồi phục chính anh chị nha. Thì mình đánh giá đây là pha hồi phục chính của thị trường nè, trước khi nó test lại nó giữ giá tốt và nó bước vào một pha tăng giá sau. Mình lưu ý, nhưng trước tiên mình sẽ quan sát trước một pha hồi phục chính của thị trường, nếu như nó xác nhận vào những phiên bùng nổ heo đà thì mình lại càng yên tâm hơn cho những cái quá trình vận động tiếp theo ấy. Mọi người lưu ý ha đó, cho nên vào những cái kịch bản mà em đưa ra với chị mình nó đều dựa vào những cái dữ liệu trong quá khứ à, một phiên cũng test lại nè, có lượng thấp nè, sẽ rút chân lại nè, những phiên phía sau thì nó cũng sẽ sớm xuất hiện điểm bùng nổ ngay đấy. Trên cái target, cái mục tiêu á mà em chờ đợi cái vùng hồi phục này á, trước tiên là cứ về lại trước đi, gì về lại trước 1.330 đi rồi mình lại tính tiếp anh chị ha đấy. Cho nên mình cũng đánh giá được với chị mình rất kỹ, đó là hai cái đặc điểm. Thứ nhất là thị trường hôm nay xuyên suốt trong phiên nó vận động biên độ hẹp, thứ hai là vận động khối lượng thấp, thì nó sẽ không đủ một cái áp lực bán quá lớn để đè thị trường giảm cái biên độ rơi quá sâu. Cái điểm tiếp theo, điểm số 3 nè, là cái điểm mà chị mình cần quan sát nè. Mà không thường á, em thấy cái dòng cổ phiếu mà dòng ngân hàng á mà nó giữ giá tốt á, nó cân bằng tốt anh chị, thì một cái phiên đó không phải là một phiên biến động quá lớn của thị trường. Mọi người lưu ý á, xuyên suốt ngày hôm nay anh chị mình thấy một số cổ phiếu như MB đi, thậm chí đầu phiên chiều luôn, thị trường rung lắc rất nhiều, thị trường giảm rất mạnh, áp lực là tiêu cực toàn bộ đến các dòng cổ phiếu, thậm chí Hòa Phát, VN30 nó không sang mấy chị, Hòa Phát nằm trong nhóm VN30, nhưng mà với MB anh chị nào quan sát thì mình thấy nó vẫn giữ giá rất tốt, quanh vùng hâm chiếu thôi,
và cuối phiên áp lực quay trở lại vào lực cầu tủ lớn, thì mình thấy cái gì, nó cũng đỡ một cái phiên test cung lên đấy. Thì đó là cái điểm mà rất tốt để cho anh chị nào mình đang kẹp hàng nè, mình đang nắm trong một cái vừa rồi nè, hoặc là mình đang muốn mở mua mới nè, thì mình thay mình tận dụng phiên hôm nay bản chất là một cái điểm test cung. Thì anh chị mình chú ý được điểm test cung trong một biên độ cân bằng, thì đây là cái vùng cân bằng của những cổ phiếu như MB, nó đang tạo được 5 phiên xích nền rất đẹp yếu tố kỳ cung. Mọi người lưu ý ha, đây là một cái điểm mà bản thân em mình luôn luôn mình đánh giá khá cao với những cổ phiếu như MB đấy. Cho nên ví dụ như trong đầu phiên sáng đi, thì mình cũng chia sẻ với chị mình rất kỹ về những cái quan điểm đầu tư vào lúc khoảng 11 giờ 12 phút này chị đó. Khi mà đối với em á, mình xuống tiền mình mua cổ phiếu á, quan trọng nhất là anh chị mình phải hiểu được vì sao mình mua đấy. Còn không bao giờ mà em đi bắt đáy mà mình bắt bừa đó chị. Mình lưu ý mình phải có những nguyên lý của mình. Ví dụ cổ phiếu như MB nè, vùng 26.6 nè, 26.8 nè, mọi người có thể mình sẵn hàng, hoặc là mình đang muốn mua mới thì mình canh mình thăm dò được. Đấy, hiện tại vì sao mua? Tích lũy cân bằng xích đáy. Đó, như buổi video ngày hôm qua mình có đề cập với chị mình, chỉ cần hôm nay nhóm ngân hàng nó test cung mà khối lượng thấp thôi, thì đó là cái điểm mà chị mình kỳ vọng được với nhóm cổ phiếu này cho những phiên bùng nổ xác nhận một cái nhịp hồi phục mạnh ở trong một cái chu kỳ tiếp theo. Mọi người lưu ý đặc biệt là yếu tố về volume thấp nè. Đấy, và cái vùng target mình sẽ sớm kỳ vọng MB sẽ về lại quanh những vùng bao nhiêu chị, quanh vùng 30, đó là vùng target tiếp theo mà mình sẽ chờ đợi. Có thể lên vùng 30 này nó sẽ có những điểm gì, nó test lại, nó tạo thành một cái form, một hình về vai đầu quay ngược trước khi xét dòng tiền và bứt phá cho một cái chu kỳ sống mới đấy. Và một cái điểm mà mình vi phạm mình sẽ cắt lỗ vùng giá 24 thôi, đó là những nguyên lý. Hoặc là một số cổ phiếu FPT nè, em cũng có chia sẻ với tất cả chị mình trong những buổi video vừa rồi, và mình đề cập những cái điểm mua chi tiết, những cái cơ hội đầu tư nó chi tiết hơn tại room hệ thống khách hàng VIP của mình ấy, với những cổ phiếu FPT đúng không đó. Cũng như là một cái bài phân tích vào buổi trưa thì mình cũng nói tương tự thôi, những biên độ vận động nhẹ có lượng thấp thì sẽ khá tốt đấy, để cho mình chờ đợi một điểm test cung của những nhóm cổ phiếu dùng bán ngang nè, dùng bán lẻ nè, tạo tiền đề cho cái cổ phiếu tiếp theo đó. Thì đó là những gì mà mình chia sẻ đến với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Tiếp theo thì đối với những chị nào mình đang cầm tiền, mình đang quan tâm về cái điểm mua cổ phiếu, hoặc là mình đang kẹp những lượng cổ phiếu, thì mình đang tìm kiếm một cái điểm trung bình giá để mình chờ những điểm vay bờ ấy, thì em sẽ đề cập đến các mã cổ phiếu trên thị trường trong buổi video ngày hôm nay. Đầu tiên mình vẫn nói với chị mình về dòng cổ phiếu mà cá nhân em mình đánh giá mạnh nhất thời điểm hiện tại, đó chính là dòng cổ phiếu của dòng dầu khí đấy. Mặc dù hôm nay nó không tăng nhưng ở góc độ mà mình đánh giá thì vẫn là dòng mạnh đấy. Không phải một phiên nó đỏ là mình nói nó yếu, không phải một phiên nó tăng là mình nói nó mạnh, mà phải nhìn ở những bức tranh tổng thể. Thứ nhất, dòng dầu khí là dòng chưa bị phân phối đấy, và trước đó là một cái nền tảng tích lũy lớn. Thì đây là những dòng cổ phiếu mà tổ chức họ vẫn còn kẹp những lượng hàng bên trong, thì mình ưu tiên cho một cái chu kỳ tiếp theo. Nhưng ngắn hạn anh chị thấy cái tốc độ mà nó hồi phục từ bao nhiêu anh chị, từ 19 20 nè, nó lên tới 28, hơn 40%. Thì việc ngày hôm nay nó rung lắc, nó chỉnh lại là việc tương đối bình thường. Với những phiên mà rung lắc như ngày hôm nay đi, thì đa phần ai có lại bắt đáy thì mình cũng rất dễ mình chốt lại trong cái phiên vận động buổi chiều ngày hôm nay với cổ phiếu BVS. Và về cuối phiên, một cổ phiếu mạnh, thị trường rút chân thì nó cũng rút chân khá tốt, rút từ biên độ giảm khoảng 7% ấy gì, rút về quanh vùng tham chiếu luôn, mình lưu ý ha. Nhưng đối với một số cổ phiếu như BVS á, nếu như ngày mai thị trường xuất hiện một phiên bùng nổ heo đà, nó bùng nổ trở lại thì sẽ phải tích lũy lại gì, nó không phải tích lũy lại vùng giá trên cao à. Mọi người lưu ý ha. Còn nếu như thị trường chưa xuất hiện á, thì đây là cái vùng biên nó đang tạo sự cân bằng nè, đang tạo sự tích lũy nè, thì chờ tốt kỳ cung đi, thì đó là cơ hội chị mình mua. Còn đối với em, mình có sẵn những cái lượng hàng, anh chị nào có sẵn cái lượng hàng thì mình cứ yên tâm mình cầm nắm. Mình lưu ý á, những cổ phiếu này đã phát triển chu kỳ rồi, ví dụ đáy sau cao đáy trước nè, thì đây là xu hướng tăng, không ai nói đáy sau cao hơn đáy trước là xu hướng giảm cả. Đây mình lưu ý ha, cho một cái chu kỳ lớn, một cái chu kỳ mà để bước vào một con sóng mới của thị trường chung á, mình vẫn đánh giá chị mình trong danh mục phải ưu tiên một mã cổ phiếu của dòng dầu khí đấy, để cho anh chị mình chọn lọc. Hoặc là với cổ phiếu như là BR đi, mình cũng thấy tương tự đúng không, cũng cái tố rung lắc rũ bỏ trong phiên và rút chân trở lại là khá tốt đấy. Và buổi video ngày hôm qua mình cũng đã đề cập với chị mình những cổ phiếu này đầu phục khá sốc từ vùng giá 17 18 lên tới vùng bao nhiêu gì 24 25, cho nên những cái điểm mà nó càng gần lên cao nó sẽ gặp áp lực bán của nhà đầu tư nè, đang kẹp hàng nè, thì bản chất nó phải tạo những điểm rung lắc, những điểm rũ bỏ liên tục để kiểm tra lượng cung á chị. Mọi người lưu ý để kiểm tra những lượng cung, cho nên chị mình muốn mua hạn chế đuổi giá những cổ phiếu dòng dầu khí á. Hồi xưa giờ em đánh em hiểu rất kỹ, tức là gì, khi mà nó rung lắc nó điều chỉnh thôi chị, điều chỉnh thôi, thì cái biên độ giảm điểm nó cũng 6-7%, nó như là bán nhà bán cửa. Cho nên chị là mua đuổi mình lỗ rất nặng anh chị nha. Cho nên với dòng dầu khí đừng bao giờ đi mua đuổi, mua đuổi là lỗ là rất nặng đấy. Mà khi mình lỗ xong mình dễ mình cắt lỗ, thì mình cắt lỗ xong cổ phiếu nó cân bằng lại quay đầu tăng lên thì mình lại không dám mua. Cho nên nhiều anh chị mình á, mình nói với em là gì, ui cái dòng dầu khí nó đánh giả mang quá, chưa bao giờ anh chị mình đánh được với dòng này đấy. Nhưng với em thì mình đánh hoài, thì mình hiểu được cái khẩu vị, nó phù hợp với khẩu vị của mình. Thứ nhất là về dòng tiền, ví dụ một số cổ phiếu như BR đi, một ngày giao dịch tới 330 tỷ, thì anh chị mình nắm 50 tỷ mình đi vốn nó thoải mái không gì, mua 100 nghìn rất dễ, mua 200 nghìn nó rất dễ, vì nó phù hợp với cái size, cái thanh vô thanh khoản, cái vốn của mình đi vô bằng cái mức độ an toàn nó cũng cao, cơ bản nó cũng tốt. Nhưng cổ phiếu như dòng dầu khí đi,
thì vẫn là nhóm cổ phiếu mình đã cơ bản hàng đầu hiện tại như đây, khi mà được hưởng lợi khá nhiều từ cái giá dầu trên cao neo cao cũng như cái biên độ lợi nhuận gặp với cổ phiếu như BR đi, cũng như là cái lượng hàng tồn kho giá rẻ trong 2 năm vừa rồi, mọi người lưu ý ha. Đấy, cũng như là cũng đã có những cái chiến lược hợp tác với những cái đối tác lớn như là Mỹ nên chị, trong chuyến đi vừa rồi của Thủ tướng Phạm Minh Chính ấy, đấy, cũng như là bây giờ bắt đầu mình thấy là bên Trung Quốc Thượng Hải cũng bắt đầu là cũng nới lỏng lại cái yếu tố về phong tỏa, thì cái nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu chi tiêu, nhu cầu chạy nhà máy, nhu cầu sản xuất nó sẽ hồi phục trở lại, nền kinh tế sẽ hồi phục trở lại, thì đã chạy nhà máy bắt buộc phải sử dụng năng lượng chị, chứ không bao giờ chạy nhà máy mà xài bằng nước, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là với một số cổ phiếu dòng dầu khí. Trên với dòng dầu khí này em kỳ vọng tuần này tích tái tích lũy lại thôi, chứ mình cũng không đánh giá là nó bứt phá luôn đâu. Đấy, tại vì nó phải tích lũy lại, nó phải cân bằng lại thì nó mới mở được một cái điểm mua mới dành cho tất cả chị và mọi người lưu ý với dòng dầu khí ha. Tại hoặc đâu đó nếu như mà để mình chọn lọc một cái điểm mở mua mới đi với dòng dầu khí thì mình ưu tiên với chị mình lúc này đâu đó chỉ còn con gas thôi, chỉ còn con gas thôi. Tại vì sao? Sau quá trình đây là biên độ cân bằng nè, tạo điểm spring đổ bỏ nè, rút chân trở lại nè, và nó tái tích lũy là được 4 phiên nè. Mình lưu ý đây là biên độ giữ giá rất tốt. Những cổ phiếu như gas á, mình thấy bản chất là những yếu tố dòng tiền vào liên tục, mình lưu ý chỉnh thôi lượng gấp mà tăng lại khối lượng lớn. Ví dụ ngày mai xác nhận phiên bùng nổ thì đó là điểm mua. Phiên bùng nổ này có lượng ít nhất là phải bao nhiêu? Khoảng 2 triệu cổ phiếu thì nó đạt về một cái điểm mua mới, hoặc là cái điểm mà chị nào có hàng sẵn mình cho mình gia tăng với cổ phiếu như gas. Biên độ giữ giá là rất tốt. Đây là chỉ có tổ chức mà mới giữ giá được thôi chị. Có nhà đầu tư cá nhân nào mà được giữ giá như thế này đâu. Không có nhà đầu tư cá nhân nào mà mình giữ được cái biên độ giá. Đa phần mình cầm cổ phiếu như gas trong cái thời gian vừa rồi đi chị. Mình cầm nắm cổ phiếu mình còn lo sợ mà, thị trường nó biến động lớn quá, mình còn đi muốn bán mà. Chứ có ai mà mình đỡ giá cổ phiếu đâu. Mọi người lưu ý nha, đây chỉ là hành vi tổ chức đấy. Có một số cổ phiếu như BVT đi thì nó cũng đang tạo được biên độ cân bằng tốt này, thì với những cổ phiếu này với những điểm mà xác nhận dòng tiền trở lại á, thì nó giá sẽ sớm hồi phục về lại quanh những vùng giá quanh vùng 23 24, mọi người lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu như bu đi, bu thì cái biên độ nó cũng cân bằng hai đáy anh chị, cũng đang tạo cái biên giá tốt mà đáy thứ nhất nè, đáy thứ hai nè, test lại kỳ cung nè, hôm nay cũng tạo điểm test cung. Một số anh chị nào ví dụ mình đang kẹp hàng với cổ phiếu như bu đi thì em đánh giá con bu này anh chị mình canh, mình thấy là mình canh thì mình gom thêm quanh vùng giá 12.85 này được, điểm test cung khá tốt nè, mình lưu ý á, chỉ cần xác nhận dòng tiền màu lại thôi thì nó sẽ túc tắc sớm về lại quanh những biên độ vùng giá 15 14.5 mà chị mình lưu ý ha. Đây, với những cổ phiếu như bông trên vùng này là vùng tương đối phù hợp, nó cũng đã khá đủ với cái độ an toàn, cái độ cân bằng. Cho nên đối với em á, khi mà mình mua cổ phiếu á, mình phải đánh giá cái độ cân bằng cổ phiếu nó như thế nào thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình. Đấy, theo quá trình đánh đáy gì đấy sau cao đấy trước nè, nó dần dần cũng đã ổn trở lại rồi với những cổ phiếu như bông anh chị ha. Đấy, thì đó là với bản chất với dòng cổ phiếu của dòng dầu khí. Tiếp theo mình quay trở lại với cái nhóm ngành chính, cái nhóm ngành mà em đánh giá khi mà thị trường vào những cái pha hồi phục lên vùng lắp gáp 1.300 1.330 thì không thể nào thiếu được nó, đó chính là với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng. Thì với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng này thì mình đi trước một số cổ phiếu nha, CB đó chị. Thì với bản chất của dòng ngân hàng á, đa phần 80-90% cái cổ phiếu đang cân bằng và tạo một điểm test cung khá tốt trong phiên ngày hôm nay. Một số cổ phiếu nha CB, bản chất đây là vùng cân bằng của cổ phiếu đấy, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, đã có ba nhịp test đáy, hôm nay tạo điểm test cung, đặc biệt là khi cổ phiếu càng test lại khối lượng càng kỳ quặc. Đấy, thì đây là tín hiệu rất tốt cho thấy gì, lượng cung không còn quá nhiều chị, mà khi bây giờ mà lượng cung không còn quá nhiều tổ chức họ đè thêm á thì ai đâu mà bán ra anh chị, thay vì thế họ phải có yếu tố họ đổ tiền vào họ đánh lên, thì lớp phim phía trên phải còn một lượng nhà tư còn kẹp vùng giá trên cao á, thì chắc chắn anh chị mình sẽ có yếu tố mình bán ra thì nó mới xuất hiện những lượng cung mới. Còn tại vùng giá này, tại vùng giá 28, tại vùng giá 29, lượng cung họ đã ít đi rồi, mà khi lượng cung đã ít đi chỉ cần một cái nhu cầu đủ lớn, dòng tiền đủ lớn vào kích hoạt thôi thì nó sẽ bước vào một cái pha dịch pha hồi phục chính, mọi người lưu ý với những cổ phiếu ACB ha. Cho nên đối với tổng thể với dòng ngân hàng, những anh chị nào mình đang cầm nắm hoặc là mình đang kẹp lại những lượng cổ phiếu á thì mình còn đang còn dư một cái phần vốn á, thì mình chú ý những cái điểm như thế này, mình chăm thời mình gom thêm, thì đánh giá một số cổ phiếu nha CB khi mình xác nhận điểm hồi phục trở lại sớm về lại quanh những vùng 31 32 với cổ phiếu nha CB ha. Một số cổ phiếu như BID đó chị, BID cũng tương tự, đây quá trình nó test hai đây nè, yếu tố kiệt quệ lượng cung luôn chị, anh chị mình thấy không, bây giờ còn ai bán ra đâu, còn ai bán ra đâu, trên tổ chức họ tạo điểm test cung là rất đẹp đấy. Cho nên một số cái điểm vận động mà dữ liệu trong quá khứ á, thì mình cũng thấy được là trước khi mà cổ phiếu đi lên nó luôn luôn thể hiện bằng yếu tố kiệt cung nè, đây quá trình nó cân bằng kiệt cung nè, chị thấy không, yếu tố khối lượng thấp kiệt cung nè, xuất hiện bằng những phiên test cung là gì, test cung nè, chờ điểm dòng tiền vào bùng nổ á, thì sẽ xác nhận những con sóng phía sau đấy, lưu ý với một số cổ phiếu như BID ha. À, cho nên chị là mình có đang cầm nắm hoặc là mình đang kẹp lại mình cũng chú ý vùng giá hiện tại đâu. Một số cổ phiếu như CTG đó chị, CTG ở đây nó đang tạo vùng biên cân bằng à, quá trình cân bằng test đi lại liên tục nè đấy, và phiên hôm nay xác nhận là quá trình nó cũng năng đáy anh chị, quá trình năng đáy test đáy kiện cung năng đáy lên á thì nó cũng sẽ rất dễ nó ăn những cái dòng tiền nó bứt lại những điểm trên cao đấy. Thì một số cổ phiếu CTG nó nhấp cái nhịp hồi phục á, nó sẽ về là quanh những vùng biên 30 31 với cổ phiếu CTG chị ha. Đấy, cho nên chị nào mình có hàng hoặc là mình có tiền mình chú ý được với những cổ phiếu như thế này. Cho nên những cái điểm tiếp theo á mà anh chị muốn giải ngân mới á,
Ethereum em sẽ ưu tiên với anh chị mình về dòng ngân hàng. Tại vì sao anh chị? Thứ nhất là cả dòng nó đều có sự cân bằng, nó test hai đáy, nó test ba đáy. Thứ hai, nó đều có yếu tố kỳ cung. Thứ ba là nó chờ anh chị, nó chờ dòng tiền vào thôi, chỉ cần một dòng tiền kích hoạt và đủ lớn thôi thì cả dòng sẽ đi lên, thì sẽ thúc đẩy cho một điểm số thị trường lên rất mạnh. Mọi người lưu ý ha, nó tương tự với dòng cổ phiếu dầu khí vậy á, nhìn lưu ý ha, tương tự thôi chứ cũng không khác gì đâu. Ví dụ một cổ phiếu mà muốn đi lên lại đi phải tạo biên độ cân bằng này. Thì hiện đây là vùng đáy cổ phiếu, tổ chức còn đang gom hàng, tổ chức còn đang đợi giá thì phải có yếu tố dòng tiền xác nhận, thì đây là vùng đáy cổ phiếu thì sẽ bước vào những nhịp hồi phục là rất mạnh đấy. Đó khi bây giờ anh chị mình nhìn mình còn thấy mờ mờ ảo ảo, mình còn thấy nửa tin nữa không, nhưng mà bắt đầu cổ phiếu nó tăng trở lại vùng giá trên cao đi, rồi anh chị thấy mọi thứ đã quá rõ ràng, thì lúc đó bản chất sẽ không còn cơ hội cho anh chị nào. Mình đón những cái điểm mà em hướng dẫn đến với tất cả anh chị mình. Một số cổ phiếu như HD Bank cũng tương tự là gì, biên độ cân bằng kỳ cũng khá tốt nè, liên tục xuất hiện những điểm test cung nè, 5 phiên cân bằng dự giá nè đấy. Trên những cổ phiếu như HD Bank á, dòng tiền vào xác nhận thì đó cũng là điểm mua. Chìm lưu ý nha, một số cổ phiếu như LBB nè đấy, thì đâu đó là những điểm mà chìm thấy cũng tạo được cái biên độ nó cũng cân bằng nè, với những điểm test cung nè. Tại khi mình chờ đợi thôi, đó là chung một cái form mô hình về dòng cổ phiếu ngân hàng nha. Đấy, một số cổ phiếu như MB nó cũng tương đối đạt. Ví dụ MB mình sẽ có những chiến lược dài, thì đây là một nền tích lũy nè, bản chất nó vẫn giữ được cái biên độ nền tích lũy trước, thì nó là một cổ phiếu rất mạnh. Anh chị thấy hồi xưa ấy, cổ phiếu của VB anh chị, em cũng chia sẻ anh chị mình nhiều VB nè, chị thấy nè, biên mà nó giảm nè, nền tích lũy anh chị, biên mà dừng chung xấu á, nó giảm ngược trở lại á, nó về nó giảm nhưng mà nó vẫn giữ được cái biên tích lũy trước á, nó không gãy quá sâu á, thì thường nó là những cổ phiếu rất mạnh cho một cái chu kỳ tiếp theo. Mọi người lưu ý á, đó là một số cổ phiếu như MB. Cho anh chị là muốn giải ngân á, thì tạm thời mình chỉ canh đánh tới cổng thôi, mình đánh ngắn hạn thôi, thì kỳ vọng sẽ sớm về lại quanh những vùng biên quanh vùng 30 với cổ phiếu như MB Bank. Đấy, phải lên 30 nó phải tái tích lũy lại gì đó, nó phải tái tích lũy lại một thời gian nữa thì nó mới bước vào những chu kỳ chính sóng được với cổ phiếu như MB anh chị ha. Đấy, một số cổ phiếu như MSB cũng tương tự thôi, bản chất đây là vùng test hai đáy nè, đấy khối lượng kiệt quệ luôn nè, thì chỉ mình chú ý ai đang có kẹp hàng á, thì mình canh những điểm nó test lại như thế này á, thì mình canh được ha. Đó, một số cổ phiếu mà hôm nay mình thấy tâm điểm luôn với cổ phiếu STB, một cổ phiếu tăng trần mà xuyên suốt trong phiên anh chị mình thấy thị trường rung lắc, dòng ngân hàng là dòng mà nó vẫn neo giữ lại cái mức giá là cực kỳ tốt anh chị, cực kỳ tốt đấy. Với cổ phiếu STB mình cũng thấy tương tự, quá trình cổ phiếu nó quay về test đáy nè và nó lắp gáp nè, hôm nay phiên đỡ cung trở lại nè, nó lắp luôn một cái phiên áp lực giảm điểm ngày hôm qua ấy. Cho thấy ngày hôm qua là áp lực tổ chức còn hấp thụ là khá tốt những cái lượng hàng mà anh chị bán ra đấy, thì thường mình chờ đợi ngày mai xác nhận trở lại thôi, thì bản chất sẽ sớm quay về lắp lại cái biên độ dưới. Mình thấy đây là cái vùng cổ phiếu sẽ quay về lắp lại nè, đây còn tín hiệu về gáp nè đấy. Mình lưu ý ha, một số cổ phiếu như ETP nó bứt được cái vùng giá mà 22.5 sẽ sớm về lại quanh những vùng 25, đối với chị nào mình cho mình xử lý hoặc là mình muốn chung mình giá, đây là cái điểm tương đối phù hợp để cho chị mình chung mình giá ha. Đấy, cho nên ngày hôm nay ETP giá rất mạnh với cái xung lực rất tốt đó. Một số cổ phiếu tiếp theo mình cũng nhìn lại như OCB đó chị, OCB cũng tương tự, thì nó cũng đang trong quá trình gọi là mẫu hình hòn đảo cô đơn ấy. Ngày mai mở gap và xác nhận dòng tiền bùng nổ luôn ấy, thì nó sẽ vươn lên về lại quanh những vùng bao nhiêu gì quanh vùng 23 24 với cổ phiếu như OCB ha. Một số điểm cổ phiếu như Techcombank đi, cổ phiếu Techcombank thì bắt đầu cũng đang có yếu tố test lại kỳ cung à, chị thấy đây quá trình cổ phiếu test lại nè đấy, thì mình cũng chờ yếu tố dòng tiền xác nhận trở lại chung với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng, thì trước tiên sẽ test về lại quanh những vùng 43, mình lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu như Tiên Phong cũng cân bằng khá tốt anh chị, nhưng mà gần đây mấy con này nó cũng vận động hơi lỏng lẻo nha, nó cũng hơi bị bo cung ấy. Đấy, nhưng xét ở một góc độ nào đó, đây là tín hiệu hai đáy kỳ cung nè. Một số cổ phiếu như Vietcom nè, anh cả của dòng ngân hàng anh chị, anh cả cũng vẫn đang giữ giá là khá tốt đấy, thì cũng chờ đợi cái tín hiệu phát động chung với dòng. Hoặc là một số cổ phiếu như VBank đi, VBank là cổ phiếu cũng đang test đáy gì, đây là quá trình test hai đáy nè. Nhưng mà một đặc điểm mà chị mình chú ý á, một số cổ phiếu như VB á, nó phải bùng nổ lên anh chị, mà nó phải test lại một cái điểm phía sau á, thì nó mở ra một cái cơ hội mua rất lớn dành cho anh chị mình ha. Đấy, còn một số cổ phiếu như MB á, thì nó vẫn neo giữ được một cái vùng giá trên cao nè, tức là gì, cho thấy tổ chức họ đã sẵn sàng họ ăn lại những lượng hàng vùng giá cao của anh chị mình luôn á, thì chỉ cần điểm xét dòng tiền vào nó sẽ chạy rất mạnh. Mình lưu ý ha. Đấy, cho một số điểm như cổ phiếu MB á, thì mình vẫn rất ưu tiên với tất cả anh chị mình, hoặc là những cổ phiếu mà nó bị áp lực quá lớn như vừa rồi nhé STB á, thì cái pha hồi phục chính của cổ phiếu á, nó cũng sẽ tương đối mạnh để cho anh chị mình cho mình xử lý ra. Mình lưu ý ha. Đấy, thì đó là với bản chất của dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng, hoặc là mình sẽ đi qua một số dòng cổ phiếu còn lại xem nó có những yếu tố vận động như thế nào. Đấy, thì mình đi qua một số dòng cổ phiếu dòng đầu tư công đến gì, thì bản chất dòng đầu tư công đi mình cũng thấy với những cổ phiếu như KHB nó cũng xuất hiện điểm tích cung nè. Tại cho nên một số chị là mình đang kẹp hàng cũng đang tạo được biên độ cân bằng nè, hay kẹp thì mình cho mình chung bình giá những vùng này ha, để lên là quanh những vùng 39 38 á, thì mình canh xử lý ra nếu như mình muốn bán. Đấy, còn điểm này điểm cân bằng rất tốt anh chị, cái đợt rơi cổ phiếu đem ra gãy luôn á, em giá không cao đâu. Đấy, đó là với dòng cổ phiếu đầu tư công thì mình chú ý được một số mã như KHB nè, mấy cân bằng tốt nó ổn định. Đấy, một số cổ phiếu ví dụ tiếp theo đi, à có ông S, có ông HBC anh chị, Hòa Bình cũng là cổ phiếu rất mạnh, đây là cái biên độ cổ phiếu đang tạo sự cân bằng trở lại nè. Đấy, đây là cổ phiếu rất mạnh anh chị nha. Một số cổ phiếu tiếp theo mình cũng đánh giá qua với dòng cổ phiếu chứng khoán đi,
những cổ phiếu như ESI đi, biên độ ATC nó kéo rất tốt anh chị ha. Đấy, thì với những cổ phiếu chứng khoán như là ESI thì đâu đó mình thấy là gì, nó vẫn có những cái độ nhạy so với cái vận động chung của thị trường. Mình thấy cuối phiên những cổ phiếu này cũng kéo lên rất mạnh, thì mình thấy bức tranh của thị trường chung, bức tranh của vn index, bức tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ dần khởi sắc trở lại trong những phiên tới, hoặc là trong những cái vận động của tuần tới, chí ít nó sẽ có một cái nhịp hồi phục đủ lớn dành cho tất cả anh chị mình để mình cầm mình nắm một nhịp ngắn được. Đấy, nên với những cổ phiếu như SSI mình thấy hôm nay vô hình chung nó giảm về lắp ráp cũng khá là đạt với những yếu tố mà em chia sẻ với chị mình. Những điểm lắp ráp như thế này á, gáp trước chính là gì anh chị, là vùng hỗ trợ sau. Cho nên nếu như anh chị mình hiểu về những cực về gáp á, mình chỉ cần không bán ra trong phiên ngày hôm nay á, thì đó là một tín hiệu về thành công. Những quá trình test đấy là khá là tốt. Mình lưu ý nếu mà xác nhận một dòng tiền đủ lớn thì nó sẽ vào một pha hồi phục chính chung của thị trường. Đấy, một số cổ phiếu như VND cũng tương tự như thế chị, quá trình nó test là hai đáy nè. Đấy, cho nên mình thường á, nếu như mình đã chọn lọc mình giải ngân mới á, thì đối với em mình sẽ chưa ưu tiên với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán. Nhưng một số chị là mình đang kẹp trở lại, mình đang còn cầm cổ phiếu á, thì mình ưu tiên những quá trình nó test đáy thành công á, mình cho mình chung mình giá để nó vào một cái nhịp hồi phục chính á, thì mình cho mình sự đi ra. Mọi người lưu ý phía trên nó còn những tín hiệu về gáp nó chưa lắp nè, còn tín hiệu về gáp nó cũng chưa lắp nè chị. Đấy, một số cổ phiếu như SS cũng tương tự thôi, những quá trình nó cũng test đáy, nó cũng cân bằng là tương đối tốt dành cho tất cả anh chị mình. Đấy, thì mình cũng chờ đợi thêm, nếu như vùng này nó hồi phục lên, nó tạo biên độ cân bằng hơn á, thì cung á, thì nó cũng là những cái cơ hội. Đây, một số cổ phiếu như HCM nè, HCM cũng tương tự anh chị, nhưng mà có một đặc điểm là vùng này volume của dòng chứng khoán nó cũng lớn quá anh chị nha. Đây, cho nên ví dụ những điểm hồi phục lên á, thì nó giá cũng sẽ phù hợp với cái điểm hồi phục anh chị mình cơ cấu mình xử lý. Còn em thì em sẽ chưa ưu tiên điểm mình giải ngân mới với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán này. Một số cổ phiếu của dòng khu công nghiệp hoặc là dòng cao su đi, thì em thấy một số cổ phiếu như KBC đó chị, con này cái biên độ mà nó đỡ giá cũng là rất tốt anh chị nha. Đấy, nó cũng có quá trình cân bằng nè, nó cũng có quá trình nó cũng xích xích nền nè, cũng có quá trình kiệt cung nè. Đấy, nhưng mà nó đang thiếu gì, đang thiếu một cái điểm dòng tiền. Thì điểm dòng tiền ở đây á, em thấy đa phần dòng nào nó cũng đang thiếu, ngoài dòng dầu khí thôi, thì đa phần các dòng ví dụ dòng ngân hàng nè, mình thấy MB nè cũng đang xích nền cân bằng khá tốt, nhưng nó đang thiếu đi phiên dòng tiền. Chỉ ngày mai ngày mốt dòng tiền xác nhận trở lại thì sẽ khá tốt cho những cái dư địa, những cái nền tảng, những cái chu kỳ tiếp theo với thị trường chung nói chung, cũng như là với cái cổ phiếu dòng ngân hàng như là MB nó đi. Người lưu ý hay là một số cổ phiếu như KBC tôi cũng đang chờ, những cổ phiếu nó đang chờ chờ tín hiệu dòng tiền bùng nổ thôi. Mình lưu ý với những cổ phiếu này ha, cho anh chị nào mình mua vùng giá trên cao hồi trước á, mình có đang kẹp lại á, thì mình canh vùng hiện tại mình chung mình giá thì nó cũng sẽ tương đối phù hợp để hồi phục lên một vùng giá trên cao, mình canh mình tất toán ra từng phần. Mình lưu ý ha. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo thì mình cũng nhìn qua với dòng cổ phiếu dòng bất động sản đó chị. Hôm nay có CEO nó cũng tăng khá là khỏe nè, thì như hôm nay cứ trong cái biên độ cân bằng đó chị, mình thấy đây biên độ cân bằng cổ phiếu nè, lên cạnh trên xuống cạnh dưới nè, thì nó đang tạo một cái vùng biên là tương đối tốt. Mọi người lưu ý ha, chứ thường mà mình để mình đánh giá, mình chọn lọc, mình mua mới với những cổ phiếu CEO á, thì em sẽ không mua tiền. Đấy, ví dụ anh chị đánh tay cộng cho dịp vừa rồi hồi phục lên á, thì nó vẫn khá tích cực dành cho anh chị mình ha. Đấy, một số cổ phiếu DG nên gì, thì nó vẫn trong một cái vùng biên đó, đây là vùng biên nó tạo sự cân bằng nè, gọi là vùng biên đáy của cổ phiếu ấy. Đấy, nếu như mà dòng bất động sản này hiện mua tiền mua mới nha, thì mình sẽ ưu tiên với cổ phiếu Nam Long. Hôm nay là phiên test cung đốt chân đỡ cung là khá tốt với cổ phiếu Nam Long nè, đặc biệt là có quá trình tăng đáy đó, chỉ cần một phiên dòng tiền xét chặn trở lại thôi thì nó giá sẽ sớm về lại vùng đỉnh cũ luôn ấy, với cổ phiếu như Nam Long anh chị ha. Ai trên chị là muốn đánh T cộng á, dòng bất động sản mình chú ý Nam Long. Một số cổ phiếu còn lại mình đánh giá qua với dòng cổ phiếu dòng thép đi anh chị. Ví dụ mình thấy với anh cả Hòa Phát á, mà nó bị áp lực tiêu cực á, nó áp lực bán lớn anh chị nha. Đấy, thì thường mà những con này ngày mai nó có hồi lại á, thì bản chất nó cũng phải có một cái nhịp gì, nó phải test lại, nó kiểm tra lượng cung trước khi nó xác nhận một cái nhịp hồi phục chính. Đấy, cho nên anh chị đã cầm đến ngày hôm nay á, thì em nghĩ là cái yếu tố chị mình nên chờ đợi thêm với những cổ phiếu như Hòa Phát. Và khi mà mình thấy Hòa Phát áp lực á, thì những cổ phiếu còn lại như là Hoa Sen hay Nam Kim á, nó cũng gặp áp lực theo. Một số cổ phiếu như Hoa Sen nè, nó cũng gặp áp lực trở lại nè, nhưng mà đây là quá trình nó cũng test đáy chứ, dù biên độ đáy trước nè, thì mình chờ đợi thêm với những cổ phiếu như Hoa Sen hoặc là một số cổ phiếu như Nam Kim cũng tương tự chị, phía dưới nó mở tín hiệu về gáp nè, thì hôm nay vô hình chung nó cũng quay về lắp cái vùng gáp trước có cổ phiếu như Nam Kim anh chị ha. Đấy, một số cổ phiếu tiếp theo mình đánh giá qua với dòng bán lẻ, dòng Vin và dòng trụ. Thì với dòng bán lẻ, cổ phiếu hàng đầu lúc này ưu tiên chính là cổ phiếu như FPT. FPT đã có biên độ cân bằng, đã có quá trình test đáy, đặc biệt là năng đáy kiện cung, thì đó tín hiệu rất tốt. Nếu như anh chị nào quan tâm, mình muốn mua đi, mình muốn giải ngân với cổ phiếu FPT, đây là điểm tương đối phù hợp, điểm test cung cho chị mình cam mình kỳ vọng. Ai thì xét nhận dòng tiền vào thì sẽ sớm về lại quanh những vùng đỉnh cũ với cổ phiếu như FPT chị ha. Một số cổ phiếu như Binz cũng tương tự là quá trình xích nền cân bằng khá tốt, tạo được cái biên độ cân bằng với những cổ phiếu Binz nè, hoặc đâu đó mà thấy cổ phiếu MWG đến chị, nó cũng tạo điểm test cung nè, thì mình chờ đợi quá trình nó bứt phá và nó quay về lắp lại vùng gáp quanh vùng 145 với những cổ phiếu như MWG chị ha. Đấy, thì đó là với dòng cổ phiếu của dòng bán lẻ. Một số điểm cổ phiếu tiếp theo mình sẽ nhìn nhận qua với dòng thủy sản dịch may đi. Thì với một số cổ phiếu như dòng thủy sản á, thì đây là cái vùng biên mà nó còn dao động hơi lỏng nha, đặc biệt khối lượng nó hơi lớn nè, thì thường anh chị nó có hàng mình cầm nắm, chứ em chưa ưu tiên cho anh chị mình giải ngân mới. Đấy, rồi với dòng thủy sản,
mặc dù là cái xung đột nó cũng giữ giá là khá tốt ấy. Hoặc là một số cổ phiếu mình nhìn qua với dòng điện đi thì mình đánh giá rất cao, một số cổ phiếu như RI nè chị, RI nè, hoặc là GEG nè, ví dụ cổ phiếu như RI đây là biên độ nó cân bằng nè, bản chất một cái phiên hồi phục nó có dòng tiền đi vào nè, test lại kịp cung nè, thì ngày mai chị nào mình canh đánh tay cộng á thì mình chú ý con RI được. Mình lưu ý cái này xác nhận bùng nổ dòng tiền ngày mai thì nó sẽ vào cái điểm bùng nổ dòng tiền số 2, thì nó sẽ về là vùng đỉnh cũ luôn ấy. Anh chị lưu ý ha, dù ngày hôm trước là điểm bùng tiền số 1 nè, bùng nổ dòng tiền thứ nhất nè, test lại kỳ cung nè, ngày mai dòng tiền số 2 đi vào á thì sẽ rất mạnh với những cổ phiếu như RI. Khi cổ phiếu như GEG khi mà anh chị thấy nó về lại vùng giá vốn là liên tục cái yếu tố gì đỡ giá ngay, thì đó là bản chất dòng tiền của tổ chức họ đỡ giá anh chị. Hoặc là một số cổ phiếu như RI đi, RI nó cũng vẫn trong một cái biên độ vận động thôi, thì vùng này nhìn chung nó cũng hơi lỏng, phải hơi lỏng thì ai có hàng mình cứ cầm lại. Hoặc là một số cổ phiếu dòng dịch may đi thì mình vẫn ưu tiên với chị mình về cổ phiếu TNG ha, phải chỉ cần nó test, nó xác nhận dòng tiền bứt phá trở lại nè, một nhịp nó test ngắn lại bùng nổ tiếp theo đó, thì nó là điểm mua dành cho tất cả anh chị mình. Biên độ cân bằng ở đây nhìn chung cũng là tương đối tốt, cũng được 5 phiên cân bằng đấy, vì mình cũng vẫn ưu tiên mình cầm nắm mình giữ lại với những cổ phiếu như TNG dành cho tất cả anh chị nào đang trong hệ thống của em đấy. Hoặc là một số cổ phiếu như là VGT đấy chị, VGT biên độ cân bằng cũng khá tốt nè, ví dụ nhịp trước anh chị là mình có kẹp hàng vùng giá trên cao á thì mình canh vùng này mình cũng trung bình giá được với những cổ phiếu như VGT anh chị ha. Đấy, nhìn chung vẫn trong biên độ cân bằng thôi đó, thì nó đang thiếu đi một phiên gọi là phiên xác nhận dòng tiền đấy. Thì đó là với các dòng cổ phiếu trên thị trường, ví dụ mình nhìn một số cổ phiếu dòng cảng biển đi cũng như là cổ phiếu GMD anh chị, hôm nay tiếp tục là phiên test cung nè, khối lượng kiệt quệ nè, thì chị cũng sẽ canh được với cổ phiếu như GMD nha. Em cũng đánh giá khá cao cổ phiếu này trong xu hướng hiện tại, nó vẫn giữ được trend tăng của cổ phiếu nè đấy. Thì đó là với một cái buổi video ngày hôm nay, khi mà em phân tích với tất cả anh chị mình, đa phần 70 đến 80% các dòng cổ phiếu đang tạo được một cái sự cân bằng đáy, đang tạo một cái biên độ cân bằng đáy và đang xuất hiện một điểm test cung trong phiên ngày hôm nay, mà thường sau điểm test cung 70 đến 80% sẽ xuất hiện một cái phiên bùng nổ, thì đó là sự kỳ vọng của mình, một sự kỳ vọng tích cực để xác nhận một phiên bùng nổ thị trường sẽ có những quá trình tăng mới, thì đó là những cơ hội mở ra dành cho tất cả anh chị mình trong những quá trình đầu tư tiếp theo. Tại vì mình là những nhà đầu tư, mình là những người hỗ trợ thì mình không bao giờ mình đưa ra kịch bản tiêu cực quá nhiều đến với tất cả anh chị mình. Đấy, mình luôn hướng những yếu tố về cơ hội, luôn hướng những yếu tố về tích cực để cho tất cả anh chị mình đồng hành cho những quá trình tiếp theo. Thì hôm nay thì buổi video cũng đến đây, thì mình chờ đợi sự bùng nổ của thị trường ở trong ngày mai xác nhận những phiên dòng tiền. Những chị nào trung bình giá mình canh biên độ cân bằng test cung thì mình phải trung bình giá, hoặc là mình muốn mở mua mới thì mình canh mình lấy vị thế. Đấy, thì xin hẹn gặp lại tất cả anh chị mình trong buổi video ngày mai. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Thì anh chị nào muốn đồng hành cùng em tại hệ thống khách hàng VIP thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974046220.